Câu chuyện cảm động về chú chó dẫn đường và cô gái khiếm thị trong ngày sinh nhật. Một cô gái tiến vào quán cà phê cùng với một chú chó. Nhiều nhà hàng không cho phép động vật được vào nên một chàng trai đã đến nhắc nhở và mời cô đưa chú chó ra ngoài. May mắn là một bạn nhân viên đã kịp thấy và giải thích rằng cô gái này là người khiếm thị, còn đây là chú chó dẫn đường cho cô ấy. Để chứng minh, cô gái còn đưa ra giấy tờ tùy thân của chú chó này. Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật của cô, ngày quan trọng này chỉ có chú chó dẫn đường là người bạn duy nhất cùng chúc mừng. Chúng ta có thể thấy, ngay khi chàng trai thứ nhất tiến lại gần cô gái, chú chó đã cảm nhận được sự không thiện chí và nguy hiểm nên lập tức đứng dậy để bảo vệ chủ. Đến khi mọi thứ đều đã an toàn, nó mới dám ngồi xuống. Cái ôm cuối video của cô gái và chú chó làm nhiều người cảm động. Có lẽ chú chó ấy muốn nói với cô rằng, dù chuyện gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ luôn ở bên và là đôi mắt của cô. Đến cuối cùng, người bạn duy nhất luôn trung thành và bảo vệ ta chỉ có mỗi chú chó ấy. Nó chẳng bao giờ chê chủ, dù bạn có là bất cứ ai đi chăng nữa, chỉ cần bạn đã chọn chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.